Chào các bạn, chào các bạn đã đến với kênh Cắt Thời Gian. Ngày hôm nay mình sẽ làm muối xả nha các bạn nha. Ở đây mình có khoảng cỡ 3 muỗng muối iốt, một ít ớt. Ớt này tầm khoảng gần nửa ký, nếu các bạn dùng phân nửa thôi, mình không dùng nhiều nha. Ở đây mình có một ít tỏi, tỏi mà mình giã trong phải bằm nha các bạn. Một ít xả, xả này mình mua về nhà mình bào, mình tự bằm. Còn một ít muối hột thì mình đã giã nó ra rồi. Thì tầm phần ở trên mặt muối hột là mình có tầm khoảng 2 muỗng bột ngọt nha các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu vào làm nha. Đó, các bạn nào rảnh sẽ cùng làm với các thời gian mình nha. Đây, muối hột. Tầm phần ở trên nó có bột ngọt thì mình sẽ dùng vô đây. 1 muỗng, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muỗng. Chúng ta sẽ dùng 8 muỗng muối hột và 3 muỗng muối iốt nha các bạn. Và các bạn sẽ dùng vô đây là hơn phân nửa tỏi. Để nó trộn cho nó đều lên đó các bạn. Và ớt thì các bạn sẽ cho, ví dụ như các bạn ăn nhiều mình sẽ cho nhiều. Mình sẽ cho 1 muỗng, 2 muỗng, 3, 4 muỗng để mình chút mình trộn lên nó sao đó nha các bạn. Xả. Xả thì các bạn sẽ dùng vô đây là 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ dùng 6 muỗng xả nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đảo đều xả với cái muối với lại cái tỏi này lên nha các bạn. Bột ngọt thì chúng ta sẽ giảm bột ngọt lại cũng được, tùy theo các bạn. Nhưng mà các bạn nên nhớ là mình không bỏ đường nha. Mình dùng muối xả này mình sẽ không bỏ đường. Và các bạn sẽ trộn đều nó lên như vậy. Đó, các bạn thấy cái màu đó rất đẹp, mình sẽ cho thêm 2 muỗng ớt nữa nha các bạn. Ở đây máy nó xay mà bỏ ớt trái đó các bạn. Cho thêm 2 muỗng ớt nữa. Sẽ trộn đều nó lên như này. Các bạn nhìn nè, nó hơi ít xả đó. Mình sẽ cho tầm khoảng vô cỡ 3 muỗng nữa đi. Rồi mình sẽ trộn đều với cái số muối này lên. Còn một ít xả mình sẽ chừa lại nha bạn. Phần ở trên chảo của mình đã bắt sẵn một cái chảo, các bạn sẽ dùng một cái chảo không dính nha, thì nó làm cái muối mình khô rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho quay sát lại cái chảo mình nha. Ra lên và để cho cái chảo nó thiệt nóng nha các bạn. Các bạn nên nhớ là phải để cái chảo nó thiệt nóng rồi mình mới dùng nha các bạn nha. Nóng rồi mình sẽ đổ hết cái số muối này vô nha các bạn. Các bạn sẽ đổ hết cái số muối mình trộn vô. Nếu các bạn nào thích thêm ớt thì mình sẽ thêm ớt. Còn mình thấy tầm này nó vừa lắm rồi bạn, để không các bạn thêm hồi nó rất là cay lắm á. Bây giờ mình sẽ cho nó thấp cái máy xuống tí nha. Rồi mình sẽ đảo đều nó lên. Các bạn sẽ đảo đều nó lên như này. Tại vì cái muối hột vô là nó làm ướt muối mình như vậy nè các bạn. Các bạn sẽ đảo đều nha. Các bạn làm trong cái chảo không dính là mình sẽ đảo đều. Mình chờ cái chảo nó nóng lên tầm tầm khoảng cỡ, tại vì cái lượng muối vô là nó sẽ nguội chảo rồi bạn. Mà để lên cho nó tầm khoảng cỡ 1 phút sau đi nha. 1 phút đó các bạn. Đó, mình sẽ cho máy lên một tí nha. Đó, được 1 phút là nó sẽ khô như vậy nè. Các bạn sẽ đảo đều nó. Các bạn cái đảo đều nó lên thời điểm cho nó khô. Các bạn cái đảo để nó trắng nha các bạn. Bạn cứ cho lửa lớn nè. Mình không phải sợ nha.
không có cho đồ lửa trung bình đâu, bạn cho lửa lớn đi. Khi nào có muối thì nó càng tới rồi mình không cho đồ lửa trung bình. Giờ thì mình phải cho đồ lửa lớn này. Mình sẽ đảo cho đến khi nào nó khô nha. Mình sẽ đảo đều. Vậy nó càng khô rồi nè bạn. Đó, các bạn sẽ làm cho nó tới nha. Nếu như mình làm nó không tới á, là nó sẽ chảy nước cái muối mình đó. Nó giờ nó càng khô như vậy. Mà khi đảo lên, đảo khi nào mà nó khô hết á. Cái gì làm đôi lũa nhưng mà mình lấy cái này cho nó dễ đó bạn. Nhiều khi á hả, nó có cái tầm khoảng nào này mình sẽ đưa cái này mình đẩy đi như vậy là nó sẽ hết rồi các bạn. Tại vì cái chảo không dính đó các bạn, sao cái độ nóng nó rất là nóng. Nên là cái gì mà các bạn rang đậu hay các bạn rang muối á, mà cái chảo không dính độ nóng nó rất là lạnh nha các bạn. Đều nó lên như vậy. Bạn cái đảo đi một chút là nó sẽ khô muối mình. Gần tới rồi các bạn sẽ dùng đồ lửa trung bình nha. Hồi nãy là mình sẽ dùng lửa lớn, còn hiện tại bây giờ mình sẽ dùng đồ lửa trung bình. Mình sẽ đảo lên đều. Nó thơm quá bạn ơi. Thơm mùi ớt đó, mùi xả và mùi muối nữa bạn, nhưng mà ớt nó sặc quá. Tới các bạn đảo chừng nào nó tới nha các bạn. Nên mình đảo một hồi lâu nữa là nó sẽ tới nè bạn nè. Đó, nó sẽ khô, các bạn nhớ là phải làm cho nó thịt khô nha. Cái là mới sơ sơ mình thấy rồi, cái mình phải tắt nó ra nó đi đó, là mai mốt nó sẽ chảy nước muối các bạn. Mình sẽ đảo đều nó lên vô. Bằng cái đệt đô lửa trung bình. Ớt nó hơi sạch đấy các bạn. Các bạn đảo thì nhà nó khô nó gần tới nè bạn. Khoảng tầm khoảng cỡ 30 giây nữa là được rồi. Nó còn sẹt có mùi ớt đó nè bạn. Mình sẽ đảo nó lên trong khoảng cỡ 30 giây sau là sẽ được nha. Các bạn sẽ dùng cây đảo và đảo đi. Giờ mình sẽ tắt ra nó nghe các bạn. Mình sẽ tắt ra nó và dùng một cái đồ để mình đổ. Nên mình sẽ dùng một cái chảo khác mình đổ vô nha, chứ không một hồi nữa nó sẽ lấy bằng đổ vô cái đồ nhựa là nó sẽ quéo nha các bạn. Đó, mình sẽ đổ ra ngoài và để cho nó nguội nha. Các bạn thấy không? Nó nguội rồi nó sẽ rất là ngon, mình sẽ đổ hũ và ăn từ từ. Cái này là muối xả của mình nè. Đó, cái nồi muối xả mình giờ đã xong rồi các bạn. Đó. Nếu các bạn nào cảm thấy thích thì nhớ bấm like và đăng ký cho mình nha. Ở dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng coi nha các bạn nha. Cách làm đơn giản á, để mình khỏi mua muối ở ngoài, mình làm ở nhà mình ăn cho nó chất lượng nha các bạn. Nếu các bạn mua làm, mình chúc các bạn thành công nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối lần sau. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Có rim me mình có nhắc các bạn ơi. Đó, cái me của mình đó. Nửa ký me. Ba lạng đường. Và nửa lít nước mình sẽ đắp lên đây mình rim. Nó rất là thơm và rất là ngon luôn nè.
bạn riêng khoảng cỡ 10 phút nó sẽ đặc sánh lại, bạn cho vào hũ á, nguội mình sẽ cho vào hũ. Lúc nào mình cần á mình sẽ xài nha các bạn. Đó, mình cần mình sẽ xài, nếu như mình không cần thì mình cắt nó vào tủ lạnh cũng được, hoặc mình bỏ ở ngoài cũng được, nó không bao giờ hư. Cái me này me nhà bà chị kia bà tự hái bà tự làm nha các bạn. Là nó sẽ chất lượng, không phải như ngoài chợ mà mình phải sợ nha. Đó, cái này là trên cây nhà chị hái xuống, chị lột ra chị bán cho mình là 30.000 một ký này bạn. Bây giờ nước nó gần sánh lại rồi đó, nó rất là ngon luôn đó. Bây giờ mình sẽ đợi nó một hồi cho nó sánh lại luôn nha.